Ok nha, hai sư bạn đã trở lại với channel của mình là Hành Trung Nguyên Minh đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series siêu xe trong GTA 5 nha các bạn. Và hôm nay mình đang có mặt ở trên đỉnh núi Chiliad nha các bạn. Mình có một con xe là Toyota Alpha đó. Thì mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm con Toyota Alpha này chở khách đi du lịch ở ngọn núi Chiliad này nha các bạn. Xe này rất là chiến luôn các bạn à. Các bạn có thể nhìn thấy nào, nhìn cái đầu của nó, chiếc này ở Việt Nam rất là mắc nha các bạn, nó mắc tới 4-5 tỷ lần đó các bạn, mắc kinh khủng luôn. Chiếc này là thuộc dạng chiếc 7 chỗ với mọi người nhưng mà nó dạng là cửa lùa các bạn à. Đó, đây mình sẽ bắt đầu mình cho khách lên nha mọi người, mình cho già anh khách hàng của mình lên xe rồi quậy bạ rồi nha, rồi bắt đầu mình tiến hành chuyến đi nha các bạn, chuyến đi tham quan nha. Con này thì mình thấy gầm nó cũng tương đối là hơi thấp các bạn, dù 7 chỗ nhưng mà gầm nó thấp, nhìn cái nét nó rất là chiến luôn các bạn ạ. À, dù 7 chỗ nhưng mà cái đầu gọi là chiến thiệt á, chứ phải đầu cải lương luôn nha. Giờ mình sẽ cho 4 hành khách lên các bạn ạ. À, trong Mike Chevo nè, Michael nè, ủa Finlin, Michael và Chevo lên. Giờ mình là anh lấy anh tài xế nha mọi người. Cái xe này thế đéo nào mà nó đi được 2 chỗ các bạn ơi, bằng một cái thế lực nào đó thì mình chỉ thấy nó đi được 2 chỗ thôi nha. Ui, ui gặp nó thấp quá bạn, nó cạ bạn ơi. Đó, vậy thì đi 2 thôi các bạn ạ. À, giờ mình sẽ tiến hành xuống núi các bạn, cũng để cho ui chỗ này quay đầu nó hơi khó à. Thì chỗ này quay núi, quay trên đỉnh núi này nó hơi bị khó nha các bạn. À, hơi căng á. Chỗ này không biết cái bụi này có chen vô được không? À được được được. Ui. Ở vô số bạn ạ. À, lên 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 lên. Ôi, bóc ra được rồi. À, giờ đây là hành trình của mình khi xuống núi nha các bạn. Đó, chiếc xe này khá là đẹp các bạn ạ. À, thiết kế đồ của nó nè các bạn. Đây là đèn hazard nha, mình khi đổ đèo thì mình nên bật đèn hazard đi các bạn ạ. À, để cho nó an toàn một xíu. Ôi, cái đỉnh núi không thấy đường xuống luôn á. Đây về cái dốc xuống nha các bạn. Các bạn đi xuống dốc thì các bạn nên đổ đèo, các bạn đi số thấp nha các bạn, mình đi số 1 nha các bạn. Để cho máy nó ghi lại nha. Bạn thấy máy nó ghi không? Đó. Đường hôm nay trời hơi tối các bạn ạ. À, để mình chỉnh trời vô sáng lên cái để đi đèo xuống nó an toàn các bạn. À, trời nó sương mù đấy các bạn, chúng ta sẽ đi trong ồ sương mù nhìn hơi ghê. À, các bạn mình đang đổ đèo xuống nha. Đó, khi mình à đây đây nè, để mình bật chế độ lên các bạn, mình bật chế độ chống trượt với lại chống bóp cứng phanh lên, ủa chống lật xe lên các bạn à, cân bằng điện tử á, với lại cái chống trượt, cân bằng điện tử khác nha các bạn, rồi chống trượt là khác nha. À, mình đi số 1 nhưng mà xe vẫn vẫn trôi nhiều các bạn, mình phanh nữa cái đèn phanh nó sáng lên rồi. Đổ đèo mình đổ cái dốc này nó cao quá các bạn, nên dù mình có đi xuống thấp rồi nhưng mà nó vẫn bị ghì, chứ mình đi xuống cao là nó bị trôi lắm á. Đó, mình cứ đi số 1 thôi bạn. Đó, khúc này thì lái cẩn thận xíu, mặc cái đèn hazard lên cho nó an toàn, đổi qua góc nhìn thứ nhất nha các bạn. Khúc này tại vì không thấy đường nên phải đổi qua góc nhìn thứ nhất để lái thôi các bạn ta. À, đang đổ xuống thôi, cái đèo nhìn ghê quá bạn ạ. À, cái dốc rồi các bạn, những cua kìa đó, mình lấy hết lái qua rồi mình cua qua nha, lấy hết được cái cua đó. Đây, bao giờ xuống đèo thì chúng ta sẽ không thấy được cái phần phía dưới của cái đường nha bạn, chúng ta phải cảm nhận cái đường nha. Mình đang đi số S nha, số thể thao đó. Đi số 1 thôi.
Ok. Khi các bạn thấy mấy cái góc nhìn đó bạn. Hơi nguy hiểm đâu lập không ta. Đọc đây nè. Đó, lúc nào mình đi được thì mình sẽ đi nhanh xíu nha các bạn. Cả gia đình đang ngồi trên xe đó bạn nên chúng ta phải chạy cẩn thận nha. À, đường xuống đỏ đèo u còn hơi ơi phía trước là gì vậy? Ôi, phía trước là ôi trộm các bạn ơi. Ôi chết, hãy cho xe phanh không ngăn luôn các bạn, chậm phanh xe vẫn trôi nè, gài thêm phanh tay nữa các bạn ạ. À, các bạn thấy mình bóp phanh tay cái phanh nó sáng lên không, khúc này nó bị trôi các bạn ơi. Mà phía trước là cái vực các bạn ạ. À, chúng ta phải đi cái gã bên trái thì mới đúng, mình ve ngược lên các bạn ơi, về số đó. Ý má ve ngược lên không nổi luôn các bạn ơi. Ve ngược lên không nổi luôn các bạn ạ. À, lỡ rồi xuống luôn các bạn ơi, lỡ rồi xuống luôn. Banh chành cái mỏ luôn rồi. Hên quá. Ui vàng đèn còn nguyên các bạn ạ. À, vàng đèn còn nguyên các bạn, tưởng câu bạch rồi chứ. Không sao không sao. Ve không nổi luôn các bạn, ve lên không nổi cái dốc luôn các bạn. Chiếc này không phải vận động bốn bánh các bạn. Chiếc này hình như có một cầu đó các bạn, chiếc này cầu sao. À, đi con này lên núi thì cà lèo á. Bữa sau chắc mình lái con Fortuner hay con Innova rồi lên đây các bạn. Con Toyota Alpha này là dòng cao cấp của Toyota các bạn. Dòng này là thuộc dạng dạng gọi là xe du lịch các bạn, xe gia đình đó các bạn ạ. À, để đi chơi rồi đi cắm trại rồi đó. Mà mình vác nó đi mình đi off-road luôn, mình đi núi luôn các bạn. À, con này thường thường là đi đường trường thôi. Ôi xuống núi còn sao quá ta. Ui có cái dốc luôn các bạn, chạy ngu cái là chết liền các bạn. À, thấy không các bạn, thấy không có cái dốc các bạn, chạy ngu quá chết liền á. Ui nguy hiểm quá, đi chớn số 1 các bạn. À, bây giờ để mình kênh kỹ năng nha các bạn, mình chạy riết riết cho xuống đồi các bạn để trời tối nha. Xuống đồi ui mất kìa. À, cái dốc này nó chơi tôi hoài ta. Ui cái đèo này gắt lắm các bạn. À, tay lái mới vô cái đèo này là khóc tiếng máng luôn. Cứ gài xuống một mình đi thôi nha các bạn. Ui con cọp kìa. À nội con cọp hồn. Sắp xuống. Ui chết mẹ rồi. Hay có gì đó sai sai đó. À, banh lại. Tắt máy luôn rồi. Mình vô xuống sàn nó tắt mẹ máy rồi. Chết mẹ đè máy lên. Banh lại. Oh shit. Ui trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Ê, chết. Ô lộn xuống. Ê. Ain't you looking? Yeah. Man, look the fuck out. Yeah. Thế mình bật máy vô lộn số tự động các bạn ạ. À, sao về số đây? Mẹ vô lộn số rồi. Hồi nãy mình vô xuống sàn các bạn ạ. À, cái đó mình chết máy. Bây giờ nó vô lộn số tự động luôn nè. Nó không còn chế độ bán tự động á. Sao lên được cái đèo đây? Nguy hiểm quá bạn, mình đang chơi chế độ 4K các bạn nên các bạn xem 4K cho nét nha. Đó, chế độ số tự động là mình đặt thắng ở lui luôn các bạn ạ. À, nên nãy mình mới bị té xuống đồi các bạn ạ. À, chứ không phải là mình chạy bờ gà đâu. Đó rồi, khó rồi, chiếc này có cầu các bạn ơi. Này không không có à, giờ không bỏ lại chế độ tự động luôn nè.
đi vô tình đi đường đất xuống luôn các bạn ạ. À, biết sao giờ. Dàn đèn còn nguyên. Ui cái đầu cứng ghê các bạn. Đụng vậy cũng sao, có phần thân xe hơi mớp xíu các bạn. Xe dòng cao cấp nên nó bền lắm. Đi số tự động thì nó hơi nguy hiểm các bạn ạ. À, nó không có số nó gạt rồi. Mấy con đường này mà để con Fortuner đi ha thì bao sướng luôn. Đưa con này đi nè, hơi quải các bạn. Mình được đường chính đây. Rồi có cái đường lối mòn ở dưới các bạn nào, mình đi theo lối mòn. Ô bấm vừa các bạn ơi, cái xe nó bấm vừa rồi. Có một chiếc xe lửa vừa chạy qua kìa. Bớt được các bạn nha. Chết mẹ kẹt không rồi. Nghe lại đây. Dướng gầm các bạn nha. Cái gầm hấp quá nó dướng các bạn thấy không. À nè. Bữa nay lấy con này đi địa hình thiệt quải. Quải chạy đậu rồi chứ. Đi cho các bạn tham quan mà ai ngờ chuyến đi bất ổn. Chuyến đi cùng gia đình bất ổn. Chuyện lạc đường luôn các bạn ơi. Mình chơi là mình chơi không chơi bản đồ luôn các bạn. Nó đi số tự động nó khó chịu quá. Rồi mình phóng xe lên lại coi nó bật lại chế độ số sàn kìa. Lên. Máy nè. Chuyển chế độ không chỉ được ta. Ra được đường chính rồi các bạn. Có vô có đường mòn các bạn ơi, vô tình mình tìm một cái đường mòn nè. Nghĩ đi theo cái đường mòn này chắc sẽ ra được đường chính đó. Đấy, chúng ta vẫn tiếp tục chuyến tham quan nha các bạn. Ui, cái đường này nó lâu ngày rồi chưa có người đi hay sao các bạn. Nhìn nó cỏ mọc um tùm hết. À đây rồi, hình như đây là đường ra đây các bạn ạ. Chúng ta sẽ chạy qua một cái hầm nha các bạn. Trời sắp tối các bạn, chúng ta sẽ tranh thủ chuyến này để về kịp thành phố nha. Cửa hầm thì mình mở đèn lên. Đó, phải nhá đèn nè. Nhanh lên xíu. À, thấy đường về thành phố rồi. Hai trời trong mây gió thiệt là hữu tình các bạn ạ. À, xứng đáng với một chuyến đi chơi. Chuyến đi chơi bất ổn. Ui con hu này chạy lần này là mày hên đó, chứ lần sau là mày được đó. Mới nói bạn thấy chưa, mình nói gặp mình nó hên bạn, chứ gặp người ta ta đụng nó mẹ rồi kìa, nằm đóng luôn kìa. Cái tôi là tôi nhân đạo thôi. Ôi chú chạy láo ghê. À, tiếp tục chuyến hành trình các bạn. Trời tối các bạn, mình sẽ về kịp nhà của Phan Linh trước khi trời tối nha. Để cùng gia đình Phan Linh ăn tối mới được. Cho dượng cái nơ, cho dượng anh trai. Đá đèn vậy mà không thấy nữa hả? Ui, có mấy cục đá đây bự thế nha. Đây. Đó, xe trời tối rồi phải bật đèn các bạn ạ. À, bật đèn nhưng mà mình bắt sinh là nó bị tắt.
đường này thì mình thử kéo ga của con này coi xe nó chạy ok không nha. Con này lái rất là nhẹ các bạn ạ, vô lăng nhẹ hiều à. Tại nó phải là xe thể thao nên chạy nó nhẹ hiều à. Nhẹ lại xíu, phanh nặng lắm nha. Mà đi địa hình con này không sướng các bạn ơi, đi địa hình nải quải lắm bạn thấy không? Xuống được núi là hơi lắm nữa. Chứ đi phải đi con hai cầu, cứ đi con một cầu thì nó chúi lắm. Trời tối các bạn ạ. À, các bạn thấy đồ họa 4K phiên bản mình mới update nó đẹp không? Mình chơi lớn các bạn update lên đồ họa 4K luôn các bạn ạ. À, 4K mà mod nữa các bạn biết cái game nó nặng như đời tới các bạn. Máy chạy là gọi là hết công sức luôn đó. Nó kéo nổi cái game này với cái đồ họa này rồi mod cây, mod cảnh, mod xe nữa. Quá đáng quá đi. À, nha. Đường về thành phố bình tĩnh các bạn thấy không, mấy pha đó chúng ta phải bình tĩnh. Nếu mình mà nóng dội cái là sắc mặt liền. Đây là ngồi nhìn thứ nhất cho bạn coi cảm giác lái chiếc này nha. À, lái chiếc này thì lái nhẹ nhẹ lắm bạn, lái một tay lái cũng được nữa, nó đơn giản thôi chứ chiếc này lái không có khó như mấy chiếc Lambo của bạn, chiếc Lambo lằng lắm cầm một tay cầm nổi đâu, chiếc này một tay nhẹ không, nhẹ như đàn gì dinh dí ga luôn các bạn à, chỉ là dí ga luôn, xe chạy 140 km/h luôn rồi đó nhưng mà vẫn thấy chậm ha, nó đầm. Xe nó nặng các bạn, nhìn sát con này nặng mà. Còn làm chả cũng có cảm giác á. Hơi nhẹ nha. Đó, về thành phố. Đổi các bạn, đá nhẹ xe trước thôi. Kinh dược combo chúng ta phải đá đèn, vừa đá đèn vừa bóp còi các bạn ạ. À, đó là combo Việt Nam nào ngủ mình đua các bạn ạ. À, mày bị điên hả, xe tao vậy tao đi đua với mày tào lao rồi chứ. Ôi, trời buổi tối đẹp quá ha, mà đèn con này không sáng lắm các bạn ạ. À, không đánh giá cao đèn con này, mày nhìn vàng đèn còn chán lắm nha. À đó, ui vàng đèn có cả đèn gầm luôn á, chứ không giỡn đâu. Michael nha bạn. Thành phố là xịn sò nhất thành phố. Các bạn bật chế độ 4K coi cho sướng nha các bạn. Chế độ mình đang chơi game ở độ phân giải 4K các bạn, đang quay 4K luôn các bạn xem. Vừa chơi 4K này vừa quay 4K nó rất là nặng luôn các bạn. Nó máy gọi là ui mình đá đèn cái thằng đó nó bị sảng chó luôn. Đá đèn chối quá các bạn, bốn mình đột nào đã đèn rồi. Ui, các bạn thấy không, cái ống ga các bạn, mình buổi tối là nó bị bốc hơi lên các bạn, nên các bạn cẩn thận như gần mấy ống cống nha, nguy hiểm quá. Nhà máy cổ đâu ta? Holy shit. À, chơi game đúng go play nè, nó xin nhanh các bạn ạ. À, vào đây. À, thấy buổi tối chơi game nó chân thật không các bạn, nhìn đầu quả nét thiệt sự đã thiệt. Anh chạy nhẹ nhàng vô nhà tiện hoành đầu lại vô nhà luôn nghỉ chút để móc ra cho dễ. Ui, cái phanh nó lại rồi nó không có về số rồi các bạn, nên nó hơi khó các bạn, tại mình phanh là nó khi nó dừng hẳn là nó tự lùi luôn các bạn ạ. À, nó hơi khó xíu. Vô lăng này nó khi mà đánh lái chết thì nó hơi nặng nha. Còn khi mà xe nó chạy rồi thì nó đánh nó nhẹ hiều. Không có quen kiểu mà cành trôi chân ga chân phanh để mà lùi lắm rồi. Đi vô nhà tối rồi.
đèn ve là có đèn lùi nha các bạn. Rồi, tặng lái, súng xe, tắt máy, súng xe thôi. Tới nhà anh trai ơi, vô ngủ nghỉ giấc rồi mai mình đi chơi tiếp nha các bạn. Ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Con xe của mình đã về đi tới nơi, về tới chốn các bạn. Tuy là không trải nghiệm không phê lắm nhưng mà nó gọi cũng là trong cái tầm tiền này thì cũng xuất sắc các bạn ạ. À, cũng vui vẻ nhưng mà không phê. Mình đánh giá là con này đi đường núi không phê, đi đường trường thì phê đó, nhưng mà đi đường núi thì hơi chuối các bạn ạ. Gầm thấp quá, với lại xe có cầu sao à, chạy cũng sướng. Đây, đi chạy mặt chạy sáng lên các bạn xem. Đậu trong nhà nhìn con này nó quyền lực các bạn, nhìn nó quách không, nhìn quách xíu vắt quá ấy. À, cho nắng vô miệng rồi đi sáng sớm luôn các bạn. Đó, nhìn đẳng cấp không, má đẳng cấp thiệt chứ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Để ủng hộ mình combat lại thì các bạn hãy comment cho mình một chiếc xe các bạn muốn mình trải nghiệm, cũng như là cho mình xin một like, một subscribe đó hộ channel của mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye các bạn.